Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh ha. Hôm nay thì đến đây chỗ xưởng của bác Hai Liêm ở Chợ Mới An Giang để tiếp tục quay cái chiếc ghe du lịch mà bữa giờ anh em hay ngóng chờ đây các bạn. Nói bữa hổm thì mình có review là cái chiếc này là lúc mà bác Hai đang định hình và hàng đó. Hôm nay thì đã lên cái màu, phải nói là màu trắng tinh khiết luôn ha, của đại gia Bạch Công Tử ở Bình Dương các bạn. Cái chiếc này có chiều dài là 12m, chiều ngang là 3m ha, và chiều cao mạng chiếc này là 7.8 các bạn. Đặt cái máy là Mazda 35, hộp số là Nico 36, chuyên dịch 7.8 ha, và chở được là 30 khách các bạn. Anh này thì ảnh mua, ảnh đặt bắt hai đống để mà về nhà ảnh chạy đi câu cá đồ chơi. Nói chung là nhiều khi là tiền nhiều quá mà. Mình có cái sở thích nó độc lạ các bạn. Các bạn coi cái màu phải nói là độc quyền luôn ha. Đó, cái màu là độc lạ Bình Dương luôn các bạn ơi. Chơi màu trắng bắt viền xanh, không có quá nhiều màu, nhưng mà các bạn coi cái độ tươi và cái độ sáng của chiếc ghe nè, quá dữ dằn. Thì ít bữa nữa mới hạ thủy các bạn ơi. Mình hỏi bác Hai rồi, giờ xong xuôi hết trơn rồi, giờ đợi cho chủ xuống dưới đây coi kiểm duyệt, rồi bắt đầu cái là mình mới hạ thủy ha. Hạ thủy xong rồi chạy thử rồi giao về trên Bình Phước. Đây, Bình Phước cũng nằm gần Bình Dương đó các bạn. Bởi vậy thì nhiều khi mà nó lạ thì nói chung là cũng không có gì gọi là thất thường ha, tại vì Bình Dương thì biết rồi ha. Đây, ngoài sau lái nè. Bây giờ mình sẽ đi review sơ sơ lại cho người cùng xem tổng thể chiếc ghe ha. Hôm nay lên cái màu phải nói đúng chắc luôn các bạn ơi. Đây. Thì anh này anh đóng là chủ yếu là anh để chạy gia đình. Chạy gia đình rồi anh đi câu, rồi đi tiệc, hay là đi tắm cồn, hay là đi chung là chở tất cả bạn bè ở trên ghe, rồi mình quậy ra giữa sông này kia nọ, mình hát, mình la, mình nhảy sông vậy đó, không có làm phiền tới ai ha. Nói chơi vậy cho nó tiện các bạn, tại vì ở trên Bình Dương người đông đắt chặt rồi. Giờ mình chuyển qua xuống sông để mà mình lấn chiếm qua bên Thủy Tài nha. Quá dữ dằn. Thì chiếc ghe này sau khi hoàn thiện xong xuôi hết trơn là tất cả máy móc lăn bánh luôn á là 350 triệu nha các bạn. Đó, chân dịch quay luôn, toàn bộ là màu trắng hết trơn luôn ha. Ảnh không có chơi giống như cái màu ghe bình thường được các bạn, là ghe ảnh là phải chơi màu trắng ngọc trai nè các bạn. Coi nè, cả bánh lái hết trơn nhằn lường luôn, chỉ đi cái viền chỉ thôi, viền chỉ là màu xanh. Quá đẹp, cái bánh lái này bự lắm nha các bạn. Bánh lái này bác Hai làm cái lưỡi gà nó bự dữ lắm nè, bây giờ là lái ăn lắm, nhích nhẹ là ăn á, như là xe luôn á. Ở ngoài sau này là bác Hai thiết kế thêm là cái bàn nhặn đây, tại vì cái chiếc này nó cũng không phải gọi là nó quá dài ha, bởi vì bác Hai thiết kế thêm là cái bàn nhặn cho nó, để mà chạy khi mà chạy tốc độ cho nó lướt, cho nó đừng có gịch đít xuống các bạn. Có bàn nhặn thì sẽ có độ sáng như thế này, khi chạy thì nước nó sẽ là bở lên trên đó, vuốt lên, nó sẽ nâng cái đít lên. Khi mà mình chạy tốc độ cao nó sẽ nâng cái đít lên, chống hút lái, cái tốc độ sẽ được tăng hơn và tiết kiệm nhiên liệu. Đây còn phía trên lan can nè. Ôi, hôm nay lâu quá, mình quay bữa hổm là trước Tết là bác Hai đang lên khung sắt, cứ nghĩ đâu là bác Hai sẽ sơn cái màu nó giống như là những cái chiếc ghe bình thường thôi, à lường đỏ mình xanh này vậy thôi ha. Nhưng mà hôm nay qua gặm cái chớ giới tâm hồn luôn các bạn, chơi màu trắng viền xanh luôn. Quá chắc, đúng là siêu phẩm. Không biết anh đại gia ở Bình Phước bữa giờ có coi video mình chưa ha. Đây nè các bạn coi video nha, rồi chừng nào mà mấy anh em nào mà ở trên Bình Phước mà có gặp chiếc ghe này thì cho mình xin cái comment với ha. Cái chiếc này thì nói chung là bằng sắt mà đóng như thế này để mà chạy gia đình, chạy chơi này kia nọ thì nói chung không biết chừng nào hư các bạn ơi. Quan trọng là máy móc thôi, chứ còn vỏ thì bao, vỏ thì đi nước ngọt, cái kiểu này thì không có vấn đề gì nó được chân các bạn. Mình chỉ yếu là mình sơn đầy đủ, đừng có cho cái lớp miếng sơn nè nó lòi mặt sắt ra, tại vì nếu mà nó lòi mặt sắt thì nó sẽ bị xét, còn không lòi thì vô tư các bạn. Mấy chiếc ghe này thì nói chung là cũng phải làm giấy tờ đăng kiểm đăng kỳ giống như là ghe thiệt luôn nha các bạn, chứ không phải đâu là đóng là chạy đâu không nha. Còn qua cái khâu giấy tờ là cũng dữ dằn lắm á. Đây cái mặt nè, quá đẹp. Ồ,
quá đẹp luôn các bạn ơi, cái mặt tiền ngầu đúng ngầu luôn ha. Đây đó, bây giờ cho người cùng xem cái mặt nè. Ù cái cặp mắt ảnh chơi là cặp mắt là bác hai chơi nè các bạn. Nè các bạn coi dòm kỹ cái cặp mắt hay giống như là đang xăm mi lộn, xăm mí mắt vậy đó. Đó ở ngoài đường rừng viền giáo mắt thì bác hai chơi sơn màu là xanh dương, bởi vì là dòm vô là các bạn coi cái cặp mắt nó ngầu nè ha, giống như là mình đang xăm mí mắt vậy các bạn. Còn phía trước mỗi mặt nạ thì bác hai gắn lên trên này là cái hình bông mai đó. Thì thường thường là người ta sẽ gắn cái mỏ neo là cái hình bông mai, mà thường thường là mấy chiếc mà mũi vỏ như thế này mà loại mà nhỏ nhỏ thì người ta sẽ gắn cái hình bông mai nha các bạn. Đây còn đây là cái cặp mắt đây, và thấy chắc chưa, cặp mắt này là nhìn là bạo lắm nè. Rồi bây giờ để mình đi lên trên ha, để coi là ghế bọng với cái tất cả phía bên trong nó đã được hoàn thiện tới đâu rồi các bạn. Bây giờ sẽ đi ra làm sao, đi lên trên đây. Quá trời chiếc ghe dữ dằn đi chứ. Bác hai nói hình như là còn đóng thêm chiếc đó nha, mà khác chủ, không biết là của đại gia nào tiếp theo đây. Cũng chiếc giống vậy luôn mà loại nhỏ nha. Đấy bác hai ghim lô đi rồi mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây phía trên nóc dàn sời nè, đi lên trên nóc trước đi. Đó này phía trên ha, cái này mà nửa giờ cho anh trang trí thêm là dựng ở trên này thêm 4 cây cột. Rồi bắt đầu cái này mình căng bạ ở trên này là cái sạp ở trên này nó sẽ mát luôn. Phía trước mũi này các bạn, ở trên này có cái cầu thang đi xuống ha. Đây phía mặt tiền nhìn vô nè, này bác hai còn lộng kiến nữa nha các bạn, còn lộng kiến bích lại luôn á, lộng kiến mặt trước nè. Rồi cái cửa đi lên đi xuống thì sẽ được nâng lên hạ xuống giống như là cái bàn trượt nha các bạn. Đây đó, kéo ra kéo vô ha. Wow phía bên trong nè, đứng là mình là 1m65, 1m67 là mình đứng là còn dư tầm khoảng là một tấc mấy nha các bạn. Thì cái này là mấy anh em đi tầm khoảng 1m7 trở lại là thoải mái, nếu mà tấc 1m8 thì đi hơi khom khom tí xíu cho nó an toàn. Còn đây là cái hệ thống qua lăng, thì qua lăng thì bác hai sẽ xài bằng dây cáp và dòng cung phía sau ha. Ổ ga ổ số nằm bên đây, đi test luôn. Ồ, cũng nhẹ chứ bộ. Qua lăng dây cáp mà cũng nhẹ chứ bộ. Ồ. Bác hai chuyện cái này là như xe luôn các bạn, mới quay mấy vòng hết lái rồi mà cũng nhẹ nữa. Vô gõ ghẻ đâu. Ổ khóa thì để trong này ha, còn đồng hồ bên này là đồng hồ báo sạc các bạn. Đây. Còn đây là cần ga cần số nè. Đó. Đó. Quá êm. Ở đây có chỗ cái bàn này là mình để điện thoại, để ly nước cho anh tài công anh ngồi anh chạy. Bên trong cũng sơn là màu trắng hết trơn luôn ha. Đóng thêm hai cái bàn ghế hai bên. Đóng thêm hai bàn ghế hai bên là ngồi thoải mái luôn các bạn. Hai bàn này ngồi cũng dữ lắm ha. Thì ở dưới này á, chừng nữa đem về á, mình có thể là trải chiếu ở dưới này nè, hoặc là có thể là mình để niệm ở dưới này cũng được, nhưng mà mình thấy là để chiếu là nó tiện nhất các bạn. Còn này thì mình không có làm trước được, mình không có thiết kế là niệm được, tại vì dò cẳng đi lên xuống nhiều khi là nhớt nhau nó dính dơ lắm. Thì chừng nào mà mình hoạt động mà mình cần đi chơi mình hãy đem xuống rồi cho mình đem lên, hoặc là cái miếng ga miếng tăng cũng được các bạn. Nó bỏ miếng bạc xuống là mình chảy là mình ngồi dưới này là mình ăn nhậu thoải mái dưới này luôn á. Rồi mình trang trí thêm thùng bát nhạc sống đồ dưới này nữa. Còn đây là cái khu vực ở ngoài xí sau, cái này chắc là cái bồn nước, cái này chắc là cái bồn nước sạch quá, hay là cái bồn dầu không biết, bác hai chưa có gáp vô. Còn đây là cái cục máy đây đó, Mazda 35 phải không ta, nãy nói mà quên mất tiêu rồi. Và hai cái cặp bình ở bên này, hệ thống đèn là mình chưa thấy bác hai đi ha, chắc có thể là còn gắn đèn nữa.
gắn đèn bình vô. Mọi thứ hôm nay giờ đẹp dữ lắm rồi nè. Cái đầu máy thì nó phải bắt buộc vậy rồi. À, cái nắp này là cái nắp, cái miếng ở ngoài sau này là cái miếng để sau, còn miếng ngoài trước này là miếng để trước này. Là hai cái này là để chùm cái máy lại các bạn. Là nữa là đóng lại là bít bùn, tại vì bắt hai chưa gáp chứ không phải là cái thùng nước ha. Nhìn lộn. Đây chạy nước xanh luôn nè. Thì bữa hổm đăng lên là mấy anh em nói cái máy này hơi yếu, thì nói chung là chạy gia đình, chạy đi câu cá với chạy vòng vòng chơi thì chiếc này đạt tầm khoảng là hơn chục cây thì nó cũng được rồi các bạn ơi. Chứ không có chạy lẹ như cano ha. Tại mình chạy tài tử rồi chơi mình thả trôi mà, nói chung là thả trôi theo nước á. Còn bơm này là bơm Litco nè. Bơm Nico hay bơm gì quên kìa. Nó ghi bị lẹo lử hết trơn luôn. Nó đóng cửa hầm máy là sẽ như thế này. Này dặn con ốc ra xiết vô. Rồi chùm ở trên kia xuống nữa là nói chung là bảo vệ an toàn, là chống trơn trượt, chống nóng. Hộp số Nico 36 của Nhật. Đấu qua bên cái hộp số nè. Nó tháp qua máy nè các bạn. Nó bắt hai đấu bằng dây chăng ha. Để cho nó giảm thiểu được cái độ mà rung tê. Đấu bằng dây chăng tương tự giống như là cặc đăng nha các bạn. Còn phía sau thì đi lắp thẳng ha, chứ không qua cắt đăng. Xài bao tử các bạn ơi. Cái này là cái tặng nhiệt nhớt nè, xài bô ấm đem ra sao ha. Và cái bình nước ngọt thì chỉ để trên này thôi, để mà mình kiểm tra, mình châm nước, châm nhớt. Lộn, châm nước thôi, châm nhớt không được. Đây phía sau. Hàng lan can lên thì tầm khoảng là từ dưới mặt bon lên tầm khoảng là 6 tấc các bạn. Đi đứng thoải mái, có em bé nào này kia nọ thì cũng rất là ok. Đây còn mặt sau nè. Mặt sau cửa này cũng là cửa lùa xuống ha, cửa kéo xuống ha. Còn đây là bên hông. Cái này phải treo độn thêm các bạn ơi. Trang trí thêm dàn độn máy bay nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nó tốn hơi nhiều tiền. Tại vì trái độn máy bay trái này cũng cỡ 350-400 ngàn rồi. Rồi gắn cờ Việt Nam mình lên. Đó, chơi trang trí rồi cho nó tới công chuyện cái bạn đã là độc lạ Bình Dương rồi. Rồi bây giờ để mình đi dưới cho mọi người cùng xem lại cái ngoại hình cái nữa mình kết thúc video các bạn ơi. Đây coi lại ngoại hình cái đi ha. Thì từng nữa mà tới lúc mà hạ thủy bác hai sẽ có cái dàn cẩu nè. Dàn cẩu sẽ chạy trên đường gầy nè các bạn. Thì bác hai sẽ đưa dàn cẩu vô rồi móc cái chiếc ghe cho nó lơ lửng ở trên không đó, rồi đầu đem ra ngoài rồi hạ thủy xuống dưới nước thôi ha. Rất là dễ chứ không hạ thủy bằng phao. Chiếc ghe thì bác hai đóng rất là độc lạ, và cái cách hạ thủy của bác hai cũng rất là độc lạ luôn các bạn. Đây cái dàn cẩu nè, bạn coi này. Thì mình quay cũng nhiều rồi, bởi vậy anh em coi thì cũng biết hết trơn ha. Coi bác hai hạ thủy thì cũng quen rồi. Đây coi là cái ngoại hình cái này. Đó. Đấy công chuyện chưa các bạn. Cái này mà trang trí thêm một mớ nữa là nhìn nó nhức nách dữ lắm nha các bạn ơi. Bạch công tử. Rồi thôi thì chắc có lẽ thì cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha. Để hẹn các bạn ở clip sau, clip mà bác hai sẽ hạ thủy để coi rồi bác hai có chạy thử không. Nếu mà chạy thử thì mình sẽ xin bác hai đi theo để mà quay cho mọi người cùng xem được cái tốc độ nó chạy và cái độ im hay là cái tiếng máy có dội, có ồn ở trên cái ghe, cái tàu không các bạn. Đó, mình ở trên chảnh có thoải mái hay không. Thì cái đó thì hẹn các bạn clip sau thì cũng chưa chắc. Thôi thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này ha. Hẹn các bạn ở những clip sau nha.